Hồng Phúc xin mời quý thính giả cùng đón nghe hồi ký mang tên Bộ chiến giải tỏa quốc lộ 13 và chuẩn tướng Hồ Trung Hậu, tư lệnh phó sư đoàn dù của tác giả Vương Hồng Anh. Khi trận chiến Bình Long bùng nổ vào thượng tuần tháng 4 năm 1972, để giải tỏa áp lực cộng quân tại An Lộc, ngày 14 tháng 4 năm 1972, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 đã khẩn cấp thành lập lực lượng đặc biệt tiếp ứng với nỗ lực chính là Sư đoàn 21 Bộ binh. Lực lượng này ban đầu do Thiếu tướng Nguyễn Vĩnh Nghi chỉ huy, nhưng đến đầu tháng 5 năm 1972, Thiếu tướng Nghi bàn giao quyền chỉ huy cho chuẩn tướng Hồ Trung Hậu để về Cần Thơ đảm nhiệm chức vụ tân tư lệnh quân đoàn 4, thế trung tướng Ngô Quang Trường được điều động ra miền Trung. Chuẩn tướng Hồ Trung Hậu xuất thân khóa 4 sĩ quan trừ bị Thủ Đức, ra trường vào tháng 6 năm 1954 và phục vụ tại binh chủng nhảy dù từ năm 1955 đến năm 1968. Ông lần lượt đảm nhiệm các chức vụ chỉ huy đại đội, tiểu đoàn, chiến đoàn, lữ đoàn. Trước năm 1963, khi còn mang cấp thiếu tá, có một thời gian, ông đã tạm rời binh chủng dù để đảm nhận chức vụ tỉnh trưởng tỉnh Phước Thành. Năm 1966, ở cấp bậc trung tá, ông là lữ đoàn trưởng lữ đoàn 1 nhảy dù. Năm 1968, ở cấp bậc đại tá, ông là tư lệnh phó sư đoàn nhảy dù, được thăng cấp chuẩn tướng vào tháng 3 năm 1971, sau cuộc hành quân Lam Sơn 719 Hạ Lào kết thúc. Sau đây là bài tổng hợp về cuộc hành quân giải tỏa quốc lộ 13 của lực lượng đặc nhiệm do chuẩn tướng Hồ Trung Hậu chỉ huy. Phần này được biên soạn dựa theo tài liệu của Trung tâm Quân sử Lục quân Hoa Kỳ, cuốn Chiến trận mùa hè của tác giả Trần Phan Anh, các bài viết về mặt trận Bình Long của báo Diều Hâu, Việt Tấn Xã được in lại trong cuốn An Lộc Anh Dũng của nhà xuất bản Đại Nam. Cuộc phản công tháng 5 năm 1972. Trở lại với hoạt động của lực lượng đặc nhiệm, ngay sau khi nhận chức vụ tư lệnh sư đoàn 21 bộ binh, tướng Hồ Trung Hậu đã được trung tướng Nguyễn Văn Minh, tư lệnh quân đoàn 3, giao nhiệm vụ là trực tiếp chỉ huy cuộc hành quân giải tỏa áp lực của cộng quân trên quốc lộ 13 để tiếp ứng cho lực lượng trú phòng ở An Lộc. Sau những trận giao tranh quyết liệt, ngày 14 tháng 5 năm 1972, theo kế hoạch của Trung tướng Minh, chuẩn tướng Hậu điều động các cánh quân mở cuộc tổng phản công để triệt hạ các cụm điểm cộng quân trên quốc lộ 13. Dưới quyền chỉ huy của tướng Hậu còn có thêm một số đơn vị tăng phái, gồm Trung đoàn 15 Sư đoàn 9 thuộc Quân đoàn 4, vừa mới từ miền Tây Nam phần, Quân khu 4 tăng cường cho Quân đoàn 3, Tiểu đoàn 6 nhảy dù vừa tái tổ chức và trang bị tại Lai Kê, sau khi bị tổn thất nặng tại Đồi Gió và Thiết đoàn 9 kỵ binh. Ngày 15 tháng 5 năm 1972, một tiểu đoàn của lực lượng đặc nhiệm khởi động cuộc tấn công từ hướng Bắc, dọc theo mặt đông quốc lộ 13, vòng qua cụm điểm chốt nhận của cộng quân quanh suối Tàu Ô. Trong cùng thời gian này, một thành phần khác cùng bộ chỉ huy lực lượng đặc nhiệm được trực thăng vận tấn công vào Tân Khai. Vào ngày sau, căn cứ yểm trợ hỏa lực đã được thành lập. Đến trưa ngày 16 tháng 5 năm 1972, cánh quân tiền phong chỉ còn cách An Lộc 3 km nhưng đã bị khựng lại vì cộng quân đã sàn trận
tổ chức các cụm kháng cự với công sự phòng ngự kiên cố trong khu vực đồn điền Sa Can. Đây là cửa ngõ máu để vào An Lộc, có địa thế rất hiểm trở, tạo lợi thế cho cộng quân trong phòng thủ và bố trí đội hình để ngăn chặn các cuộc tiến quân của lực lượng Việt Nam Cộng Hòa qua Yết Hầu này. Ngày 19 tháng 5 năm 1972, tướng Minh và tướng Hậu đã đáp trực thăng đến Bộ Chỉ huy Trung đoàn 15 và 33 bộ binh để thảo luận với hai trung đoàn trưởng kế hoạch đánh bật cộng quân ra khỏi Sa Can. Giải quyết được cụm chốt này là giải tỏa được vòng vây của cộng quân ở quanh An Lộc. Cũng ngày này, theo tin tức tình báo, không quân Việt Mỹ đã tiến hành không tập ở khu vực tỉnh Nghi, có bộ tham mưu cao cấp cộng quân trú đóng. Khu này cách tỉnh lỵ Bình Long 16 km về phía Tây Nam. Tin tức tình báo ghi nhận cộng quân đã bị thiệt hại nặng trong cuộc không tập này. Những ngày cuối tháng 5. Trong những ngày cuối tháng 5 và đầu tháng 6 năm 1972, dưới quyền điều động của tướng Hồ Trung Hậu, lực lượng đặc nhiệm giải tỏa quốc lộ 13 nỗ lực tung các cuộc phản công quyết định. Theo kế hoạch, Trung đoàn 15 Sư đoàn 9 Bộ binh và Trung đoàn 33 Sư đoàn 21 Bộ binh cùng tiểu đoàn 6 nhảy dù tiến quân song song, xuất phát từ Sa Trạch nằm ở phía nam Sa Can. Trong cuộc tiến quân này, hai trung đoàn bộ binh có nhiệm vụ kềm chặt cộng quân hai bên để tiểu đoàn 6 nhảy dù dọn sạch các cụm chốt trên trục lộ. Đến chiều tối ngày 8 tháng 6 năm 1972, đại đội 62 tiểu đoàn 6 nhảy dù đã bắt tay được với một đại đội của tiểu đoàn 8 nhảy dù, đơn vị đã trấn giữ tuyến cực Nam An Lộc từ ngày 17 tháng 4 năm 1972. Chiến binh của hai đại đội đã ôm chầm lấy nhau, siết chặt tay nhau trong nỗi vui có cả nước mắt mừng mừng tủi tủi. Chỉ là chỉ huy trưởng lực lượng giải tỏa, tướng Hậu thở phào nhẹ nhõm, đã đến phòng tuyến khen ngợi các chiến binh. Cũng cần ghi nhận rằng tiểu đoàn 6 và tiểu đoàn 8 nhảy dù được trực thăng vận xuống ở Nam An Lộc. Ngày 15 tháng 4 năm 1972, nhưng đã mất liên lạc với nhau ngay sau đó. Tiểu đoàn 6 nhảy dù đã triệt thoái khỏi đồi xó ngày 19 tháng 4 năm 1972, sau khi bị cộng quân tấn công cường tập. Cuộc bắt tay giữa tiểu đoàn 6 và tiểu đoàn 8 nhảy dù được xem là một biểu dấu quan trọng của cuộc chiến tại An Lộc, vì rằng một khi lực lượng đặc nhiệm đã có mặt ở phía nam, thì vòng đai bảo vệ thị xã mới được nới rộng. Các phi đội trực thăng có thể đáp xuống an toàn để tải thương, tiếp tế, tiếp viện cho quân trú phòng. Riêng về các trung đoàn thuộc Sư đoàn 21 Bộ binh bố trí làm lực lượng ứng chiến trừ bị ở phòng ngoài thị trấn. Vì chuẩn tướng Hồ Trung Hậu không muốn quân sĩ của ông trở thành những mục tiêu cố định cho pháo binh, cộng quân. Chi tiết về trận chiến giữa tiểu đoàn 6 nhảy dù tại đồi gió. Ngày tiểu đoàn 6 nhảy dù bắt tay với một đại đội của tiểu đoàn 8 nhảy dù ở phía nam An Lộc, đánh dấu ngày trở lại chiến trường máu của tiểu đoàn này. Trước đó 50 ngày, tiểu đoàn 6 nhảy dù đã mở đường máu để về tuyến sau. Sau đây là chi tiết về trận đánh này theo ghi nhận của tuần báo Diều Hâu với nội dung như sau. 21 giờ ngày 19 tháng 4 được đánh dấu bởi quyết định của lữ đoàn trưởng là tiểu đoàn 6 nhảy dù không còn nhiệm vụ giữ pháo đài nữa mà chỉ còn nhiệm vụ giữ cao địa. Tiểu đoàn trưởng được toàn quyền quyết định pháo còn đâu nữa để giữ. Chưa đầy 48 giờ đã phải mất 6 khẩu pháo với ngàn quả đạn. Bây giờ ở đây làm gì? Rút lui. Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Đỉnh dẫn đại đội 62 xuống đồi hướng về ấp Rock, nơi đang có đại đội 61 lập vị trí, để lại đồi hai đại đội 63 và 64
cho tiểu đoàn phó Phạm Kim Bằng trấn giữ. Đại đội trưởng Vinh ào ào xuống như núi lở, cộng quân bung ra khép lại. Vinh tiếp tục lấn chân đồi gió và ấp Srok, lại kẹt thêm cái suối Rô. Đại đội của Vinh cựa quậy dưới đám lau sậy sũng nước. Vinh hét với tiểu đoàn trưởng trong máy: "Nó bấu tôi như đỉa, rất không nổi anh Năm. Tối quá, chỉ sờ ngược áo mà đánh lưỡi lê thôi. Quên nữa, sờ nón sắt mà nhận bạn chứ. Nhưng dù cộng quân có trận bằng mấy lớp hàng rào người, 11 giờ đêm, Vinh và đại đội cũng rờ được cái ấp, nơi mà đại đội 61 đang sang tay chờ từ lúc trời chập tối. Khoảng cách 400 mét từ chân đồi đến người lính gác đại đội 61, thành phần của tiểu đoàn 6 nhảy dù phải đi mất 3 giờ. 3 giờ thêm một số thương binh vì lưỡi lê và mảnh lựu đạn của 400 thước cận chiến. Bây giờ 0 giờ, giờ của ngày 19 bước qua ngày 20 tháng 4. Cộng quân không phải chỉ một thành phần, một cánh quân, nhưng là một lớp sóng người lố nhố đầy ở chân đồi gió. Chân đồi phía Tây lẫn chân đồi phía Đông, cộng quân tràn ngập đường 245 như trầy hội. Không phải là một cuộc điều quân để chuẩn bị tác chiến, nhưng là một chợ người lộn xộn ồn ào la hét để tìm đơn vị chuyển lệnh. Trong này, tiểu đoàn trưởng Đỉnh thì thầm liên lạc với các đại đội trưởng 60, 61, 62 dặn: "Các toa nhắc lính đừng bắn, tụi nó đi đâu cứ để cho tụi nó đi, chỉ bắn khi nào nó tấn công mình thôi." Rồi cuối cùng, dù vô trật tự tới đâu, cộng quân cũng tập họp được hàng ngũ. 3 giờ sáng, tiếng kèn thúc quân vang lên lồng lộng. Xong rồi, tụi nó giật mình, tiếng kèn quân. Tiếng kèn thúc quân xoáy trong đêm, vang dọc theo đường 245, địch bố quân cả 3 cây số đường dài. Tiểu đoàn trưởng Đỉnh lo lắng khi nghe hiệu lệnh từ đầu đến cuối hàng. Đồng thời từ phía bắc đầu đường 245 có tiếng động cơ máy nổ, ánh sáng đèn pha quét ngang dọc bóng đêm. Tăng T-54, cộng quân cố dứt điểm tiểu đoàn 6 nhảy dù không nương tay. 3 giờ đúng, đôi gió bị tấn công trước. Tiểu đoàn phó Phạm Kim Bằng điều khiển hai đại đội 63-64 phản công, tất cả đều ở tuyến chiến đấu, không còn khinh binh tổ trưởng, trung đội trưởng, đại đội trưởng, tiểu đoàn phó, chỉ còn một hàng ngang theo sau thông hào để trận địch. Ngoại trừ những người chết hoặc bị thương nặng, tất cả đứng và dựa lưng vào sau thông hào để chiến đấu đến cuối cùng. Nhìn trong hơi gió thoáng